giới thiệu sơ ha, mình là mọi người thì gọi hai, xin chào các bạn. Chào mọi người, thật ra thì mình đã lên ý tưởng làm một cái video để chia sẻ về cái hành trình của mình để trở thành cái tiếp viên hàng không cũng được khá là lâu rồi, nhưng mà thì cứ lên ý tưởng như vậy thôi. Các bạn biết cái khoảng cách mà từ cái việc lên ý tưởng cho đến cái việc hành động á, nó cũng cần rất là nhiều cái thời gian đắn đo cũng như là động lực. Thì cuối cùng ngày hôm nay mình cũng đã có động lực vừa đủ để có thể ngồi đây và quay cái clip này. Nhưng mà quay clip là một chuyện mà không biết là có post không, và nếu mà có post lên thì không biết là khi nào sẽ post. Cho nên nếu mà các bạn xem cái clip này và mình đã thật sự post nó lên thì cảm ơn các bạn. Các bạn đang xem một cái thành quả mà cần rất nhiều sự băn khoăn cũng như là sự cố gắng của mình. Ok, vậy mình sẽ đi từ bước đầu tiên ha. Có nghĩa là khoảng thời gian phải hơn 3 năm trước, khi mà mình mới tốt nghiệp trường Học viện Hàng không á, thì lúc đó là mình rất là trống rỗng. Mình nghĩ là rất nhiều bạn sinh viên mới ra trường cầm bằng tốt nghiệp trên tay, cũng sẽ có một số người đã có được những cái việc làm, kiếm được việc làm, hoặc là đã có được ba mẹ hỗ trợ cho một cái công việc nào đó. Và vẫn mình tin là vẫn còn rất nhiều bạn giống như mình, từ dân tỉnh lẻ ra thành phố học, và sau khi học xong 4 năm đó thì cảm giác nó cực kỳ chênh vênh luôn, không biết là mình sẽ làm gì tiếp theo, không biết là mình có thể kiếm được một công việc mà nuôi sống được bản thân mình hay không, chứ chưa chưa nói tới việc là có phụ giúp được ba mẹ hay không nha, có nuôi sống được bản thân mình ở trên cái đất Sài Gòn hay không. Thì lúc đó mọi cơ hội mà mình cảm thấy là mình có thể, mình đều nắm bắt hết, mình không từ một bất cứ một cái cơ hội nào hết. Thì lúc đó là mình có like cái fanpage của trường mình, nó post về những cái việc làm trong hàng không á, thì mình vô tình thấy cái tin tuyển của công ty mình. Thật ra thì lúc đó mình có quen một người chị, thì chị đó cũng đã làm ở trong công ty này rồi, cho nên là mình cũng đã biết sơ sơ, nhưng mà mình chỉ biết để đó thôi. Chứ thật ra lúc đó mình rất là đắn đo, tại mình không biết là trời, làm một tiếp viên hàng không thật sự là mình có đủ điều kiện hay không. Mình có nghĩa là một cái nghề đó nó thật sự rất là hào nhoáng. Mình tin là rất nhiều người cũng có cái suy nghĩ đó về mình, về một cái nghề một tiếp viên hàng không, và đặc biệt cái hãng của mình không phải là hãng trong nước mà là hãng nước ngoài. Mình liệu có đủ điều kiện không, mình liệu có đủ năng lực không, mình rất là mình sợ rất nhiều thứ. Mình chưa làm nhưng mình đã sợ, và mình cứ băn khoăn mãi cho đến cái ngày cuối cùng của cái hẹn nộp. Lúc đó thời điểm đó là thời điểm tháng 6 năm 2016, và cho đến cái đêm cuối cùng trước trước 12 giờ đêm hết hẹn nộp thì mình mới quyết tâm là mình sẽ nộp đơn. Ý là chỉ là mới là nộp đơn online thôi nha, chỉ mới là điền những cái thông tin làm CV online, được gửi cho công ty để công ty bước một cái dòng gọi là sơ tuyển hồ sơ online đó. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, và may mắn là cảm ơn bản thân mình 3 năm trước đã hoàn thành được cái CV online đó và nộp đơn cho công ty. Sau khi nộp đơn online đó thì mình đợi một thời gian, thì cuối cùng thì cái email mình đang mong chờ cũng đã đến. Thì đó là một cái email bằng tiếng Anh của công ty gửi đến email của mình để báo là mày đã qua cái dòng loại hồ sơ rồi, bây giờ tụi tao gửi thư mời mời mày đến buổi phỏng vấn. Thì người ta sẽ ghi rõ những cái yêu cầu khi mà đến cái buổi phỏng vấn đó, là mày cần chuẩn bị những cái hồ sơ như thế nào, đó là bằng bằng tiếng Anh, rồi hình như là giấy tốt nghiệp đại học nếu có, rồi hồ sơ lý lịch bản thân, mình nhớ là như vậy. Rồi cần chuẩn bị bề ngoài như thế nào, có nghĩa là mặc áo gì, mang giày gì, mang mặc váy gì, và trang điểm làm tóc như thế nào, nó đều sẽ có những cái yêu cầu như vậy. Thật ra mình biết là nhiều bạn á rất là bị kiểu hoang mang, không biết là chị ơi, bây giờ em muốn làm tiếp viên hàng không thì mình cần phải chuẩn bị những gì, phải có những gì. Thì mình nghĩ á, để muốn làm một tiếp viên hàng không á, theo như cái nhu cầu tuyển dụng của những cái hãng á, thì mình nghĩ là sẽ có hai điều rất là quan trọng. Thứ nhất đó là tiếng Anh. Tiếng Anh thì tùy theo từng hãng nó sẽ có những cái yêu cầu riêng, như là hãng mình mới đây thì nó yêu cầu TOEIC trên 600, TOEIC trên 600, và những cái bằng tương đương gì đó mình không nhớ, mình chỉ nhớ mỗi bằng TOEIC thôi. Và thứ hai là chiều cao là phải trên 1m6, đó là cái yêu cầu của hãng mình. Thì nếu mà bạn cảm thấy là thứ nhất bạn có chiều cao trên 1m6, thật sự cái chiều cao 1m6 này nó cũng khá là quan trọng. Tại vì mình nhớ là cái lúc mà mình đi phỏng vấn á, cái bước đầu tiên khi mà mình nhận cái số báo danh là người ta đưa ngay mình tới cái chỗ mà để đo chiều cao luôn.
đo chiều cao tại chỗ luôn nếu mà cao hơn 1m6. Ok, ngồi lại đợi phỏng vấn, còn nếu mà thấp hơn 1m6 thì mời đi về. Cho nên là nếu mà bạn cảm thấy bạn đáp ứng được hai cái điều kiện tiên quyết, đó là một là chiều cao trên 1m6 và tiếng Anh, bằng tiếng Anh của mình trên 600, TOEIC trên 600, thì bạn hoàn toàn có thể tự tin là mình đã có cái điều kiện đủ để tự tin đi thi, đi phỏng vấn và đi nộp hồ sơ. Thì thật ra mình lúc đó mới tốt nghiệp đại học, nhưng mà thật sự là mình rất là quê mùa luôn. Mình không biết trang điểm, càng không biết làm tóc, càng không biết mang giày cao gót. Thật sự đó mình như một con quê mùa thật sự luôn. Khi mà mình bước vô, mình nhớ cái lúc đó là ở công ty mình tổ chức phỏng vấn ở cái hotel Nikko Sài Gòn, Nikko Hotel mà mình bước vô đó, mình thật sự rất là chán ngợp, tại vì mọi người quá chuyên nghiệp. Tất cả các bạn ứng viên khác đều rất rất là chuyên nghiệp, từ làm tóc, từ trang điểm, từ có nghĩa là bề ngoài của họ. Mình thật sự là không có một chút gì gọi là chuyên nghiệp luôn, tới nỗi mà tóc á là người ta yêu cầu bới lên cao, búi lên. Nhưng mà hình như lúc đó mình không có đọc kỹ cái email người ta gửi lắm hay sao á, mình chỉ cục ở dưới vậy thôi đấy, mình chỉ cục gọn ở dưới vậy thôi. Thì vô chổng thì mình có nói chuyện được với vài người, thì nói là em ơi, em phải bới tóc lên. Thì mình vô trong toilet mình bới đại một cái kiểu tóc lên sao cho nó gọn gàng thôi đó. Thật sự là mình đi mình mới thấy là thì ra là cái sự chuẩn bị của mình chưa là gì so với sự chuẩn bị của tất cả những người khác. Người ta rất rất là trân trọng cái cơ hội được đi phỏng vấn, còn mình là cái đứa lần đầu tiên, thật sự cái đó là gần như là lần đầu tiên mình đi phỏng vấn xin việc làm, cho nên thật sự là mình rất là mơ hồ và những gì mình phải chuẩn bị, nhất là cái nghề tiếp viên hàng không nữa. Có nghĩa là cái bề ngoài rất là quan trọng, cái sự chỉnh chu của bề ngoài rất là quan trọng. Có thể bạn không xinh, có thể bạn không quá xinh đẹp, nhưng mà vấn đề là bạn phải chỉnh chu và sạch sẽ, nhìn vào người bạn phải cảm thấy là có cảm tình. Thì lúc đó mình nghĩ lúc đó là mình chỉ có một duy nhất trong một thứ duy nhất là mình cười thôi, mình cười từ đầu tới cuối, mình cười như là được mùa luôn. Tại vì mình nghĩ là cái nụ cười là cái quan trọng nhất khi mà bạn tiếp xúc với một người khác, cho nên là mình cười rất tươi. Cho nên chắc chắc nhờ nụ cười hay mình cũng không biết sao. Cho nên là cái dòng đầu tiên mình nhớ đó là khi mà nộp nộp hồ sơ, lấy cái số báo danh, thì mình bắt đầu gọi 10 người vô cái vòng đó, là cái vòng đọc tiếng Anh. Có nghĩa là mọi người được phát cho một cái tờ giấy và không được đọc trước, úp nó xuống, vô tới cái phòng của ban giám khảo ngồi, xong rồi 10 người đứng ở 10 vị trí, rồi từng người mở cái giấy đó lên và đọc tiếng Anh. Có nghĩa là cái mình nghĩ cái vòng đó là cho ban giám khảo nghe được cái cách phát âm tiếng Anh của mình như thế nào, chứ họ không không đơn giản là họ chỉ nhìn cái bằng là bằng TOEIC 600 như vậy là người ta có thể bỏ qua cái bước đó. Người ta vẫn muốn nghe cái cách phát âm như thế nào, và cái đó là cái bước tiên quyết người ta chọn, cho nên người ta để nó là ở cái vòng xét tuyển đầu tiên. Thì sau khi 10 người đọc xong đó ra ngoài thì có kết quả ngay. Có kết quả đây là em đậu, em được đi tiếp phần tiếp theo của phỏng vấn hôm nay, còn những ai không đạt thì đi về. Sau khi là mình qua được cái vật bước là phát âm tiếng Anh đó thì bắt đầu làm toán. Người ta đúng rồi, mình nghĩ là bắt đầu làm toán á, có nghĩa là nó có những cái bước, nó có những cái bài toán rất là kinh khủng. Cuộc đời mình học học 12 năm đại học, học 12 năm xong rồi học 4 năm đại học, chưa bao giờ gặp những cái bài toán nó kinh khủng như vậy. Đó là phải năm bài như vậy, và một dọc những cái con số, mà những con số là một con số là tới hàng chục ngàn, trăm ngàn, rồi cộng với nhau hoặc là trừ với nhau, và phải tính nhẩm trong vòng 10 phút phải làm xong được năm bài toán, năm hay 10 bài toán gì đó mình không nhớ rõ nữa, nhưng mình chỉ nhớ ấn tượng như là nó rất là kinh khủng. Và không có máy tính dĩ nhiên rồi, phải tính nhẩm trong vòng 10 phút. Thì mình nghĩ á, cái đó không hẳn là muốn xem các bạn giỏi toán như thế nào, mà là muốn xem các bạn là trong khoảng thời gian gấp rút 10 phút như vậy, bạn có thể đủ bình tĩnh để làm đúng những cái tính toán không, những cái bài toán đó không. Có nghĩa là chỉ cần một hoặc hai bài các bạn đủ bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn đó và hãy làm đúng được nó thì cũng đã qua rồi. Mình nghĩ là như vậy thôi đó. Sau cái dòng tính toán này, thật ra là bạn cũng không bao giờ biết kết quả được những cái bài tính đó bạn làm đúng như thế nào, và làm đúng được bao nhiêu câu, bạn làm sao bao nhiêu câu không thể biết được đó. Chỉ là các bạn cái một bài test tâm lý, mình đoán vậy. Rồi sau đó bạn sẽ tiếp tới một cái dòng, đó là phỏng vấn trực tiếp cho ban giám khảo. Thì không phải là từng người, không phải là one by one từng người đâu, mà là cũng một một nhóm, hình như khoảng 5-10 người gì đó sẽ vô ngồi nói chuyện với ban giám khảo. Thì mỗi người sẽ được đưa một cái chủ đề để nói về cái chủ đề đó trong vòng 2 phút hay 3 phút gì đó, nói về cái chủ đề đó. Thì mình nhớ lúc đó là hình như mình nói về chủ đề thú cưng thì phải, mình nói về đòi chó thì phải, nói về chó.
không nhớ lắm nữa, nhưng mà mình nhớ là mình đã vô mình nói là chó là một thú cưng này kia, nhà mình nuôi rất nhiều chó, ba mình nói xà ba lát nhưng mà thật sự là nhà mình nuôi nhiều chó thật, nhà ở dưới quê mình có rất nuôi rất nhiều chó. Mình vô mình nói thì mình cứ nói thôi, những gì mình suy nghĩ mình cứ nói thôi, tại thật sự là thời gian cũng không có nhiều. Cái đó là mình nghĩ là cái cách mà ban giám khảo xem cái phản ứng phản xạ và cái cách chuẩn bị của mình trong một cái thời gian ngắn như thế nào đó, thì mình vô mình cứ nói thôi. Ví dụ mà ai mà có thêm biết thêm tiếng Trung nữa thì công ty mình thì ban giám khảo sẽ hỏi thêm về những câu tiếng Trung đó, còn nếu mà chỉ biết tiếng Anh thì ban giám khảo chỉ hỏi tiếng Anh thôi, và hỏi những câu nó rất là đơn giản. Mình nhớ lúc đó là mình nhuộm tóc nữa chứ, nó mình nhuộm tóc tóc mình màu vàng hay sao á, màu vàng cam gì đó, và ban giám khảo hỏi coi là nếu mà mày đi làm á là mày phải nhuộm lại tóc đen thì mày có đồng ý không. Trời, dĩ nhiên là sẽ đồng ý rồi, nhuộm tóc thôi mà, đâu có vấn đề gì đâu đó. Sau những câu rất là gần gũi vậy thôi chứ cũng không, mình cảm thấy là không có gì cao xa như là kinh khủng, như là những câu kiến thức là mày có biết gì về hãng tao không, mày có biết hãng tao thành lập vào năm nào, có bao nhiêu loại máy bay, có những cái đường băng nào, những cái đường bay nào, thì thật sự là nó không 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 phải những cái câu hỏi kinh khủng như vậy, mà những câu hỏi rất là bình thường để xem cái cách là mày cái tiếng Anh của mày nói chuyện bình thường như thế nào, có ok hay không. Thế vậy thôi, thì sau cái buổi phỏng vấn đó thì bắt đầu đi về và đợi. Đó là cái khoảng thời gian phải gọi là rất là dài, mình chờ đợi hồi hộp là mình không biết mình có vượt qua được cái vòng phỏng vấn hay không. Thật sự là lúc lúc đầu khi mà đi thi á thì mình chỉ nghĩ đơn giản là đi cho biết, đi cho biết. Thật sự là mình cũng không có đặt quá nhiều hy vọng vào cái lần phỏng vấn đó, tại vì mình không có sự chuẩn bị, với không không biết gì. Mình nghĩ là bây giờ các bạn đã có nhiều cái cơ hội hơn để có thể tìm hiểu về những cái buổi phỏng vấn của những cái công ty, những cái hãng, để các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho bản thân rồi. Nhưng mà sự mình lúc đó là mình cảm thấy là mình không có chuẩn bị gì cả, nhưng mình cũng không dám hy vọng nhiều, thật sự không dám hy vọng nhiều. Thì hình như là khoảng 2 tuần hay 3 tuần gì đó thì có một cái email tới và bảo là mày đã qua được cái vòng phỏng vấn rồi, bây giờ là mày sẽ chuẩn bị để đi khám sức khỏe, chuẩn bị tới phòng khám sức khỏe. Thì đi khám sức khỏe thì cũng khám sức khỏe như bình thường thôi, là thị lực như thế nào, rồi xương chụp X quang xương như thế nào, rồi chiều cao cân nặng, rồi là những cái rất là cơ bản thôi. Thì sau cái vòng khám sức khỏe đó thì bắt đầu lại đợi kết quả tiếp, phòng khám sức khỏe đợi đợi kết quả tiếp. Thì mình nhớ là lúc đó những cái mình đi phỏng vấn chung với những cái người đó, thì mình quen một chị đó, thì cái đợt phỏng vấn đó những cái bạn cùng vượt qua được cái dòng hồ sơ này kia đi tới cái phòng khám sức khỏe thì bắt đầu cũng đã có quen biết nói chuyện với nhau rồi, thì bắt đầu có một cái group để chia sẻ thông tin với nhau. Thì mình nhớ cái ngày hôm đó là ngày hôm đó thì mình lên Facebook thì bắt đầu trong group report rất nhiều, đó là mọi người đã nhận được cái email của công ty gửi rồi. Và nhớ lúc đó là mình lục tung hết tất cả email của mình luôn, giờ mình không nhận cái email nào hết, mình không có một cái email nào tới hết, và mình cảm thấy rất là buồn luôn. Trong khi tất cả mọi người đều đã nhận được email rồi mà mình chưa nhận được email, thì điều đó có nghĩa là có thể là mình đã rớt rồi. Mình rất thì lúc đó mình mới biết là à, thì ra là mình hy vọng nhiều đến như vậy, thì ra mình hy vọng vào cái việc là mình có thể đậu nhiều đến như vậy, cho nên là mình rất là buồn, rất là suy sụp luôn. Xong cho tới ngày hôm sau thì tự nhiên mình thấy email tới nói là à, mình nằm trong cái danh sách standby, có nghĩa là danh sách chờ, mình sẽ đi vào đợt sau chứ mình không đi cùng vào đợt này chung với mọi người đó. Thì tự nhiên mình cảm thấy, các bạn có biết cái cảm giác mà nó rớt, mà đang bình thường mà mình bị rớt hẳn xuống chừng xuống đất, rớt xuống dưới đất, cái tự nhiên mình lại được nâng lên lại á, cảm giác nó cứ lên xuống á, cảm thấy rất là vui. Mình tại vì mình cứ nghĩ là mình đã rớt rồi, nhưng mà không ngờ thì à thì ra là nó là nếu mà đợt đó nếu mà đi á, thì sẽ đi vào ngày vào tháng 10, vào tháng 10 năm 2016. Còn cái đợt tiếp theo của mình á, thì mình sẽ đi vào tháng 4 năm 2017. Đó, thì đó là mình cảm thấy là quá tốt, kết quả này nó quá tốt, thì thật sự là mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để mình có thể đi ra nước ngoài. Lúc là mình sẽ sang đài để training, sang đài để tham gia cái cuộc huấn luyện đó. Mình cảm thấy là mình chưa chuẩn bị kỹ càng để có thể ngay lập tức qua đài 3 tháng để training, thì bây giờ mình có tới nửa năm đó, mình được biết tới nửa năm là tới tháng 4 năm sau mới đi. Mình có rất nhiều thời gian để mình chuẩn bị về tất cả mọi thứ, mình cảm thấy thật sự rất là may mắn, nó rất là may mắn đến với mình. Sau đó thì bắt đầu qua training thì mình lại tiếp tục không có sự chuẩn bị tốt nữa. Tại vì sao? Tại vì mình là một đứa chưa bao giờ đi nước ngoài á. Lúc đó là mình hai mấy tuổi ta, 23 tuổi, 22 tuổi, 23 tuổi, chưa từng đi nước ngoài, chưa từng ra nước ngoài. Và nhiều khi các bạn đi nước ngoài các bạn cũng chỉ đi du lịch thôi đúng không, các bạn đi nước ngoài cũng chỉ đi du lịch thì chuẩn bị nó đơn giản hơn. Còn mình ra nước ngoài và mình phải ở đó tới 3 tháng thì thực sự
lại là một cái sự chuẩn bị không tốt để từ vị trí của mình nữa. Mình nhớ cái vali lúc đó mình kéo nó rất là nặng, không phải vali mà có thể như thế này đâu, và cái vali bạn phải kéo chỉ có hai cái bánh sau thôi đó. Và mình mang đôi giày cao gót không quen rất là cao, và mình nhớ ngày hôm đó rất là kinh khủng với mình, đó là từ sáng là mình đã ra sân bay rồi, xong bắt đầu tới chiều khi mình bay tới Đài Loan rồi, bắt đầu mình được đưa về tới công ty rồi, bắt đầu chưa chưa được nhận phòng này kia đâu, mà sẽ là có một cái người phụ trách đi dẫn để giới thiệu tất cả những nơi ăn uống, căng tin và ký túc xá và chỗ học như thế nào, dẫn bạn đi một vòng 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 trên một chiếc giày cao gót mình mang không quen nữa. Trời ơi, chỉ muốn khóc thôi, chỉ muốn khóc trên đôi giày cao gót thôi. À, rồi bắt đầu sau đó bắt đầu nhận phòng thì một phòng ký túc xá ở 10 người, ở từ 8 đến 10 người, thì cái đợt mình đi là 48 người chia ra ở 6 phòng đúng ta, 6 8 48 đúng không, phòng phòng 8 10 người đó chứ phải 6 phòng không? Mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mình nhớ đa số là một phòng là 8 đến 10 người. Rồi xong cái bắt đầu thầy bắt đầu training, thì cái lúc này thật sự là cái tiếng Anh của bạn nó sẽ cho bạn thấy là nó quan trọng như thế nào. Thật sự là tiếng Anh mình rất tệ, cái này không phải là khiêm tốn đâu, cái này là sự thật, cái này là tiếng Anh của mình rất tệ. Lúc đó mình nhớ mình thi TOEIC chỉ có 570 điểm thôi, lúc đó là hãng mình chỉ yêu cầu chỉ có 550 thôi, bây giờ mới lên 600 chứ hồi lúc mình ấy là chỉ 550 và mình chỉ có 570 điểm TOEIC, thì nói gì trời ơi, học cực kỳ khó luôn, học cực kỳ khó đối với một đứa giỏi tiếng Anh như mình. Tại vì lúc đó mình ngồi trong lớp á, mình nghe cũng không tốt, tại vì tiếng Anh của người đại lại là một cái ở một cái đẳng cấp khác nữa đó. Một đứa tiếng Anh đã nghe không không giỏi rồi thì tiếng Anh lúc nào cũng vậy thôi đó, là mình nghe không được, cô giáo giảng bài nghe không hiểu, rồi khi mà cô hỏi á mình rất là lo luôn, tại vì mình sợ là cô kêu mình đứng lên mình trả lời không được, cô lại nghĩ là mình không tập trung, nhưng thật sự là mình rất là tập trung, mình ngồi trong lớp mình cực kỳ tập trung luôn, mình nghe không hiểu gì thôi, rất là sợ kêu mình đứng lên đó. Và khi mà nghe các bạn khác ok, các bạn khác đứng lên trả lời và trả lời ok, mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ, tại sao người ta có thể nghe được, người ta có thể hiểu được, còn mình tất cả mọi thứ là mới hết, tất cả những cái kiến thức trên máy bay. Tuy là hồi đó mình học tiếp viên hàng không, mình học trường học viện hàng không, nhưng mình học về quản trị kinh doanh. Thật ra rất nhiều người bị hiểu lầm về cái trường học viện hàng không, đó là học trường đó ra mới là tiếp viên hàng không được, hay là không phải, bạn học bất cứ trường nào cũng được hết. Bạn bè đồng nghiệp của mình từ rất nhiều trường khác nhau, trường kinh tế, trường ngoại thương, có người học để làm kỹ sư hóa này kia đó, từ đa tất cả ngành nghề, hoặc là từng làm ngân hàng, từng làm về kinh doanh này kia, người ta vẫn có thể nộp đơn đi làm tiếp viên hàng không được. Chứ công ty mình cũng không yêu cầu phải tốt nghiệp đại học luôn, công ty mình chỉ yêu cầu là nữ trên 18 tuổi đấy, có bằng tốt nghiệp đại học thì nộp bằng tốt nghiệp đại học, có bằng tốt nghiệp cấp 3, chỉ yêu cầu mỗi cái việc là có bằng tốt nghiệp cấp 3 vậy thôi à đó. Cho nên là tuy là mình đã từng học về hàng không, mình học về quản trị kinh doanh, thì nó cũng cũng không có học về cái máy bay như thế nào, mình học về cái cảng hàng không như thế nào, mình học về cái sân bay nó sẽ vận hành như thế nào, và có những cái bộ phận gì ở trong cái sân bay đó. Cho nên là những cái kiến thức về máy bay hầu như là hoàn toàn mới đối với mình luôn. Đúng là mình, nếu mà người ta chỉ cố gắng một, có thiệt sự là mình cố gắng tới 10 lần, người ta áp lực một, thiệt sự là mình áp lực tới 10 lần, tại người ta nghe giảng người ta còn hiểu, còn mình nghe giảng mình không hiểu. Cho nên mình chỉ có thể đọc sách thêm ở nhà, ở phòng nó học, mỗi mỗi ngày học 8 giờ rưỡi sáng cho tới 12 giờ rưỡi, đúng rồi, ăn trưa 1 tiếng, ăn trưa nghỉ ngơi 1 tiếng, tới 1 giờ rưỡi học cho tới 5 giờ rưỡi đó, ngày dạy thì buổi tối sinh hoạt tự do. Và lúc đó mình không ăn uống gì được luôn, mình không ăn uống được, tại vì mình không hợp với cái khẩu vị ở bên đại. Thật sự mình được đứa kén ăn từ nhỏ rồi, mình rất là khó ăn. Trước khi qua đây á, là mình có nửa năm chuẩn bị đó, là mình đã ráng ăn để mình lên được kỷ lục của bản thân luôn, 54 kg, rất là mập luôn. Và cho tới vì không ăn được gì cả, buổi sáng thì cũng đồ ăn từ 7-Eleven á, đồ ăn sáng như là sandwich rồi cơm cuộn này kia mình cũng không ăn được nốt, trưa không ăn được nốt, chiều không ăn được nốt, ở nhà công ty cho 3 bữa sáng trưa chiều không ăn được, bất cứ gì luôn, chỉ có canh, hoặc là hôm nào mà có canh mà có xương á, xương mà có tí thịt trong đó ăn được tí thịt trong đó, mà không ăn được gì hết. Tới tối thì không được ra ngoài, chỉ có tối cuối tuần á, tối thứ bảy chủ nhật mới được ra ngoài, thì bắt đầu kiếm những cái quán Việt Nam, ở đây cũng cũng nhiều, ăn phở này kia mới cảm thấy là được ăn thôi, chứ còn bình thường trong tuần là không ăn được bất cứ món gì hết. Và sau 3 tháng đó, các bạn tưởng tượng đi, học rất là vất vả, học thật sự rất là vất vả, tại vì rất là nhiều bài kiểm tra mà bạn bạn phải đạt được 100 điểm, có nghĩa là điểm tuyệt đối, không được có sai sót gì hết. Cái gì đó về safety và an toàn bạn phải đạt được 100 điểm, rồi những cái bài bài kiểm tra mà thực hành á bạn phải vượt qua, nếu mà bạn rớt 3 lần
Bạn chỉ có 3 câu hỏi thôi. Nếu mà bạn rớt 3 lần thì bạn phải về nước. Đó, sau 3 tháng kinh khủng đó thì mình đã sụt trở về lại số ký ban đầu là tầm 44 45 kg thôi các bạn. Tưởng tượng được 3 tháng. Nó như thế, cho nên là cái ngày mà tốt nghiệp á, cái ngày mà mọi người đã trải qua hết được tất cả các bài kiểm tra, các bài thực hành và nhận được cái cánh ở trên ngực áo đó, là cái ngày hôm đó cô giáo mình bước lên bục, cô chưa kịp nói gì hết là mình đã ngồi mình khóc rồi. Mọi người đều cười, mọi người rất là hạnh phúc, còn mình thì khóc. Mình khóc tại vì nó quá kinh khủng. Một đứa con gái 22, 23 tuổi lần đầu xa gia đình, ra nước ngoài ở 3 tháng trời mà bắt đầu về ngôn ngữ bắt đầu cũng không phải kinh khủng lắm, mà là không phải cái tiếng Anh quá dở thôi, không hiểu được hết tất cả thầy cô truyền đạt cái gì, rồi ăn uống không được. Các bạn hãy tưởng tượng sơ sơ nó kinh khủng như thế nào, cho nên là mình khóc từ đầu tới cuối buổi tại mình thấy nó quá khổ. Nhưng mà rốt cuộc mình cũng đã trải qua được, thật sự đó là một cái thành tựu mà mình cảm thấy là thành tựu lớn. Cho tới bây giờ mình vẫn cảm thấy là 3 tháng rất là phi thường khi mình đã có thể vượt qua được nó. Sau khi nhận được cái cắm, có nghĩa là bạn chứng nhận bạn đã vượt qua được cái training đó rồi, thì bắt đầu tới, thật ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu, có nghĩa là những điều kinh khủng hơn nó chỉ mới bắt đầu thôi. Đó, khi bạn nhận được cái cắm đó thì tiếp theo sẽ là bay 5 chuyến, trong đó 3 chuyến chấm điểm, 2 chuyến thì kiểu thực tập quan sát thôi. 3 chuyến tới chấm điểm, bạn phải đạt được cái số điểm yêu cầu thì bạn mới có thể tới được cái bước tiếp theo. Thì mình nhớ chuyến đầu tiên của mình là một chuyến đi Mỹ đến Seattle. Ok, sau cái chuyến bay đó là khoảng 10 tiếng á, thì khi mà tới khách sạn á, thì mình nhớ hôm đó là ngày Quốc khánh của Mỹ, ngày 4 tháng 7 năm 2007. Mình kéo vali bước đi trong phòng. Sau cái chuyến bay đầu tiên, mình nằm lên giường, mình khóc lại là khóc nữa. Thật sự là lúc mình không tưởng tượng được cái chuyến bay đầu tiên đó lại có thể kinh khủng nữa nhà, tại vì á, mình cảm thấy là một số số mới mẻ quá. Tại sao mình đã training 3 tháng rồi mà tại sao mình lên máy bay mọi thứ nó lại mới cho mình như vậy? Vì mình lóng ngóng, mình không biết phải làm gì hết. Mình ngồi mình khóc, nhưng mà ở bên ngoài á, pháo bông lại nổ. Đó, đáp tối tối Quốc khánh ở bên ngoài pháo bông nổ đi đùng cùng mình nằm trong phòng mình khóc, mình sẽ không bao giờ quên được. Ngày hôm đó mình gọi về cho ba mẹ mình khóc nữa. Tại sao vậy? Thật sự là cần 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 gia đình để có thể chia sẻ với mình á. Khóc nhưng mà rồi cũng cũng qua, tại vì mình rất là sợ rớt á, mình sợ bị chấm rớt á. Dạ, lại tới đây rồi nhưng mà tại sao nó lại kinh khủng như vậy? Cái rồi đốt cũng qua, cũng xong 3 chuyến rồi, mình cũng trộm ví là mình cũng vừa đủ điểm để qua được. Thì bắt đầu khi bạn qua được 3 chuyến thực tập đó thì bắt đầu bạn sẽ bay thử việc 3 tháng, bay thử việc 3 tháng đó thì cũng cũng vẫn có rất là nhiều chuyện xảy ra, là vì bạn là cái đứa mới á, người ta sẽ có thói quen là người ta chú ý đến bạn nhiều hơn, chú ý đến bạn nhiều hơn, chú ý coi là cái đứa mới này nó có biết việc không, nó có làm cái chuyện gì ngáo cho máy bay không. Đó, nhận được cái sự chú ý của tất cả mọi người trên máy bay, bạn làm bất cứ điều gì bạn cũng cảm thấy là có rất nhiều con mắt ở phía sau luôn đang nhìn bạn đó, ai cũng nhìn bạn, ai cũng chú ý đến bạn hết đó. Đó thì thực sự là mình không biết tiếng Trung, đồng nghiệp của mình là người Đài, thì một chuyến bay thỉnh thoảng là có một hai người Việt thôi, nếu mà có người Việt nói chuyện với nhau rất là vui, mình không thì bay một mình thì như một con tự kỷ vậy đó, như một con tự kỷ luôn, ngồi không ai nói chuyện cùng. Nếu mà mấy đứa nếu mà đồng nghiệp tốt á, thì người ta nói tiếng Anh với mình giao tiếp tiếng Anh với người ta thì còn có thể hiểu nhau được, còn không thì tụi nó cứ nói tiếng Đài với nhau, mình cứ ngồi đó thôi. Rồi cũng xong được 3 tháng thì thật sự rất là, tại vì nếu mà có những người á, cái đợt của mình thì tất cả mọi người đều qua hết, nhưng mà có những cái đợt á đã tới được 3 tháng rồi nhưng mà sau cái 3 tháng đó thì bị công ty đuổi, nó vẫn bị đuổi, bạn vẫn có thể bị đuổi bất cứ lúc nào, thậm chí là bạn bước lên máy bay, bạn bước lên một cái chuyến bay đó, bạn bạn sẽ không biết được là sau chuyến bay đó bạn còn có thể tiếp tục làm việc hay không, cho nên là cái sự tập trung của bạn khi làm việc nó phải rất là cao. Một khi bước lên máy bay rồi thì tính mạng của rất nhiều con người nhiều khi nằm trong tay của bạn, cho nên là luôn luôn cần cái sự tập trung cao độ chứ không bao giờ được lơ là hết. Một cái lỗi mà bạn cho là nhỏ thôi, ví dụ không ảnh hưởng đến an toàn bay, nhưng mà vẫn có thể khiến bạn bị đuổi việc. Cho nên là mình nghĩ á, thật sự nhiều khi nếu mà bạn rớt, mình chỉ nói ví dụ nha, nếu mà bạn rớt thì thật sự đó chưa hẳn là có sự thất bại của bạn, chưa hẳn là một sự thất bại, đó có thể là một sự may mắn của bạn nhiều hơn, tại vì có khi đây không phải là công việc dành cho bạn, có thể bạn xứng đáng,
có những công việc tốt hơn. Nhiều khi là vậy cho nên đừng suy sụp. Mình nghĩ là nhiều khi nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề đâu. Nhiều khi là một cái việc gì đó đến với bản thân mình đó, nhiều khi đó là cái duyên á. Nên mình cảm thấy là mình thật sự là có duyên. Mình cảm thấy mình có duyên tại vì rất nhiều lần mình nghĩ là mình đã không vượt qua được rồi, nhưng mà rốt cuộc là có một cái gì đó nó may mắn đến với mình khiến mình có thể vượt qua một cách suôn sẻ được. Nghĩa là cái duyên nghề chọn mình. Và trong khoảng thời gian trên đây thì bạn mình cũng có đi về, nhưng mà rồi sau đó người ta lại tiếp tục ước mơ bay thôi. Nếu mà bạn thật sự có ước mơ thì rất là nhiều hãng tuyển, đâu phải chỉ có một mình hãng mình tuyển đâu, còn hãng khác của Đài Loan nữa, rồi những cái hãng sang chảnh hơn như Emirates, hoặc là những cái hãng trong nước của mình đó. Nếu mà bạn thật sự có cái quyết tâm và yêu mến cái nghề này thì mình nghĩ là bạn nên cố gắng để và có sự chuẩn bị tốt để có thể tiếp tục ước mơ của mình. Còn nếu như thất bại thì mình nghĩ là các bạn không nên thất vọng, không nên nản làm gì cả. Còn rất nhiều con đường khác dành cho các bạn. Nghĩ là vậy. Thật ra là ngồi nói chuyện thì mình mới thấy là thì ra là cái hành trình mà mình làm tiếp viên hàng không nó lại dài như vậy. Mà tính ra là cũng các bạn phải chừng một năm để đi từ cái việc là nộp hồ sơ online cho tới cái lúc mà thật sự làm một tiếp viên hàng không chính thức của hãng mình. Đó. Cho nên là mình cũng không nghĩ là cái clip này dài gì đâu. Và rất cảm ơn những bạn nào mà vẫn kiên nhẫn ngồi nghe mình nói cho tới giờ phút này. Cho nên mình sẽ quyết định là mình sẽ give away. Đó là give away con gấu này. Mình sẽ không tặng con gấu này, nhưng mà ý là mình sẽ tặng con gấu y chang con gấu này cho các bạn. Tại vì con gấu này thật sự là có kỷ niệm rất là đáng yêu với mình. Và có lẽ là mình sẽ kể vào trong một cái clip nào đó khác. Thể lệ để tham gia cái giveaway rất là đơn giản, là cái việc subscribe cái kênh YouTube này của mình và like cái video này và comment một cái góp ý nào đó cho mình, hoặc là bạn muốn một cái ý tưởng nào đó mình làm clip, hoặc là bất cứ cái gì mà mình đọc và mình cảm thấy thích thì mình sẽ giveaway cho bạn đó. Nó hơi cảm tính một tí, nhưng mà mình sợ là không ai tham gia, cho nên là mình nghĩ là cái cách đó là tốt nhất rồi. Và một cái nữa là mình sẽ cố gắng ra clip. Mình có rất là nhiều ý tưởng để ra clip, như là clip travel, mình đi đâu mình sẽ quay clip lại, hoặc là mình sẽ làm clip về cách phối đồ này kia. Mình cực kỳ yêu thích thời trang luôn. Rồi có rất là nhiều ý tưởng, cho nên là mình hy vọng là mình sẽ xuyên ra clip với các bạn, và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích những cái clip tiếp theo của mình và ủng hộ mình bằng cách subscribe kênh của mình nha. Và tạm biệt các bạn. Còn một điều rất là quan trọng nữa mình quên nói với các bạn, đó là hãng mình vẫn đang có đợt tuyển tiếp viên hàng không mới, và cái hạn nộp đơn là tới ngày 31 tháng 12 năm 2019, nó còn tầm vài ngày nữa thôi là hết rồi. Cho nên là các bạn hãy đăng ký nha, mình sẽ để cái link đăng ký nộp đơn ở phía dưới, các bạn chỉ bấm vào và làm theo hướng dẫn trong đó là được. Cho nên mình nghĩ là nếu mà các bạn có đam mê hoặc là muốn thử sức ở một cái lĩnh vực mới, muốn vào team của mình thì hãy thử đi. Tại vì nếu mà bạn không làm, nếu bạn không hành động, nếu bạn không thử thì bạn sẽ không bao giờ biết là cuộc sống này có thể đem đến cho bạn những cái điều tuyệt vời như thế nào hết. Cho nên là hãy suy nghĩ và đăng ký nha, và nhớ tham gia cái giveaway của mình nữa. Xin chào và cảm biệt các bạn.